Ê, chào anh em ơi, bữa nay mình tiếp tục chuẩn bị dòng ba chiếc giỏ này xuống chạy của vui, gửi bên chạy gửi cho mình nghe anh em. Ngay bên chạy có chuyến xe đi dòng với ở bên chạy giao dùm mình mấy chiếc giỏ. Đây chiếc cano 4 mét nha anh em, chiếc này mình bán 3,5 triệu, chiếc này về Tiền Giang nha anh em. Còn chiếc Minh Chí 6 mét 7 này giá 5 triệu nha anh em, bán về Bình Dương. Còn sẵn chiến mình dòng chiếc bét 2 này gửi luôn. Chiếc này vài bữa gửi về Tiền Giang anh em. Bét 2 lái mét 1. Vỏ này vỏ cũ. Chiếc này bán giá 6 triệu anh em. Nói chung ba chiếc khách chuyển cọc hết rồi. Bữa nay mình chuẩn bị dòng đi gửi. Đang cẩu chiếc sắp 7 lên nghe nè. Rồi cẩu xong 3 chiếc anh em. Chiếc bé 2 hữu vui. Chiếc Minh Chí sắp 7 với chiếc cano 4m của Thành Tân nha. Rồi cẩu lên xong nghe nè. Đây chiếc cano. Chiếc sắp 7 với chiếc bé 2 nha. Chiếc cano thì gửi về Tiền Giang, còn chiếc sắp 7 thì gửi về Bình Dương nghe anh em. Còn chiếc bẻ 2 gửi đây vài bữa có chuyến mới giao nghe. Cái này đi xe nhỏ không chở được. Chiếc bẻ 2 này cũng về Tiền Giang nghe anh em. Rồi anh em nào có muốn mua vỏ máy cũ gì đó liên hệ mình nha. Rồi chào anh em.